Thuở xa xưa, các vị tu sĩ vì muốn lên gặp Chúa Trời đã tạo ra những hạt đậu thần kỳ. Chúng nhanh chóng nảy mầm rồi phát triển với tốc độ kinh người, tạo thành một lối đi hướng thẳng lên trời cao. Nhưng không ngờ rằng nằm ở giữa thiên đường và trái đất lại là một vùng đất cực kỳ nguy hiểm, bởi vì đây chính là quê hương của lũ khổng lồ độc ác. Và chính những cây đậu thần này lại là cầu nối giúp đám quái vật mò xuống mặt đất. Bọn chúng cướp bóc tài nguyên và giết chóc khắp mọi nơi. Nhưng thứ mà chúng thèm thuồng nhất chính là máu thịt của loài người. Các tu sĩ phải nhờ đến phép thuật hắc ám để có thể chế ngự bọn quái vật hung hãn này lại. Họ đã nung chảy một trái tim của người khổng lồ rồi yểm vào đó những câu thần chú để tạo ra một chiếc vương miện vàng đầy quyền năng. Ngay khi vua Eric đội vương miện lên đầu, đám khổng lồ liền quỳ gối khuất phục rồi ngoan ngoãn leo trở lại quê hương của chúng. Sau đó Đức vua ra lệnh đốn hạ những cây đậu thần liên kết giữa hai thế giới. Bình yên cuối cùng cũng trở lại với nhân loại. Nhiều năm sau đó, vua Eric băng hà, vương miện vàng cùng những hạt đậu thần còn sót lại cũng được an táng theo ngài. Tuy nhiên, đám khổng lồ vẫn chưa quên mối nhục này. Chúng rèn rất nhiều vũ khí để chuẩn bị cho ngày báo thù. Và đây chính là câu chuyện thần thoại mà công chúa Isabel được hoàng hậu kể cho mỗi tối. Đâu đó bên ngoài lâu đài, cậu nhóc Jack cũng được bố kể cho nghe câu chuyện này. Cậu mong sau khi lớn lên mình có thể trở thành cảnh vệ hoàng cung. Người bố nói rằng chuyện đó là không thể, bởi vì chúng ta xuất thân chỉ là những nông dân nghèo hèn mà thôi. Thấm thoát cũng đã 10 năm trôi qua, Jack đã khôn lớn và trở thành một chàng thanh niên khoai to 6 múi chuẩn giới ca. Nhưng vì nhà nghèo nhất xóm nên đến giờ vẫn chưa có chị em nào chịu dụng chứng. Hôm nay anh vào trong thành để bán con bạch mã kiếm tiền. Thế nhưng Jack lại ham vui đi xem kịch về câu chuyện cây đậu thần kỳ và người khổng lồ. Đúng là một thanh niên mang thân hình người lớn nhưng lại có tâm hồn trẻ thơ. Tại đây anh bắt gặp một cô gái cũng đang chăm chú theo dõi buổi biểu diễn. Bất ngờ cô bị một đám tà dâm giống lão xếp mồm lông của tôi giở trò kiểm tra hàng họ. Jack liền chạy tới can ngăn làm anh hùng cứu mỹ nhân. Thế là ăn ngay một đấm vào ảnh đại diện. Đang không biết phải thế nào thì đột nhiên toàn bộ người dân đều quỳ rạp xuống. Tưởng mình ngon ăn, ai ngờ quay lại thì hú hồn chim én nguyên cây kiếm chĩa vào người. Cảnh vệ trưởng Elmon hỏi anh tên gì mà không quỳ xuống khi gặp công chúa. Jack lập tức quỳ xuống nhưng vẫn cố gắng liếc nhìn người đẹp rời đi. Vì mải ngắm gái nên đồ đạc trên con bạch mã đã bị thằng nào đó thó mất. Đúng là một mét vuông có đến 3 thằng ăn trộm. Tại cung điện lúc này, quân sư Roderick phát hiện căn phòng của mình bị ai đó lục tung. Đồ cất giấu bí mật trong cuốn sách thì biến mất. May mà chiếc vương miện trong chậu cây vẫn còn. Ông ta tức giận ra lệnh đóng cổng thành truy bắt kẻ trộm. Hóa ra kẻ trộm lại là một mục sư đang cố gắng lẩn trốn. Jack không biết chuyện gì vẫn đi xung quanh giao bán con ngựa. Thấy vậy, mục sư ngỏ lời muốn mua con ngựa của anh nhưng hiện tại ông ta không có tiền. Cháu tuy có đẹp trai thật nhưng mà không có ngu vậy đâu. Ấy thế mà thanh niên vẫn chấp nhận đổi con bạch mã lấy mấy hạt đậu mốc vì tin rằng đây là hạt đậu thần và có thể đổi lấy tiền ở tu viện. Mục sư căn dặn tuyệt đối không để số hạt đậu bị ướt. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì ông ta đã thó luôn con ngựa chim én đi rồi. Binh lính thấy vậy lập tức cử người truy bắt thành công mục sư, còn con bạch mã thì bị tịch thu xung công quỹ sau khi mang mấy hạt đậu về nhà. Jack đã bị người chú chửi cho muốn hói cả đầu. Tao vất vả nài nỉ mua con bạch mã ấy giá rẻ từ một vị cao tăng người Đông thổ đại đường. Vậy mà mày lại đổi nó lấy mấy hạt đậu mốc này thôi sao? Quá tức giận, ông chú liền hất những hạt đậu xuống sàn. Jack nhặt chúng lên nhưng không ngờ lại để sót một hạt rơi xuống bên dưới. Còn ông chú tốt bụng thì lấy hết những vật dụng để lại của bố mẹ Jack đem đi bán. Trở về hoàng cung, công chúa Isabel với hai khối u ác tính trước ngực đến gặp cha mình. Nàng phản đối hôn sự với quân sư Roderick vì ông ta lớn tuổi gấp đôi cô. Công chúa muốn tìm tình yêu đích thực chứ không muốn ở nhà chơi với một chú chim già chẳng biết còn cất tiếng hót được bao lâu. Thế nhưng đức vua đã quyết nên nàng chỉ có thể giả vờ đồng ý. Tối hôm đó, công chúa cải trang lẻn ra ngoài hoàng cung. Lúc này mục sư đang bị nhốt trong phòng tra khảo. Bởi vì ông quyết không khai ra tung tích của những hạt đậu nên đã bị tên quân sư Roderick thủ tiêu. Trong khi đó, bên ngoài trời đang đổ cơn mưa như chút nước. Công chúa cưỡi ngựa phi vô định trong đêm thì phát hiện có một căn nhà phía trước. Và tình cờ đó lại là nhà của Jack. Anh liền mời nàng vào bên trong cho khỏi ướt. Công chúa cảm ơn Jack vì đã đứng ra bảo vệ mình sáng nay. Khi cả hai còn đang ngượng ngùng tâm tình thì con mèo đã phát hiện ra nước mưa đang chảy về phía hạt đậu thần. Nó liền chim én chạy trước mặc kệ sự sống chết của mấy con gen. Đúng lúc này, từ dưới sàn đột nhiên mọc lên một cây đậu khổng lồ. Nhánh cây đẩy Jack ra bên ngoài nhưng Isabel lại bị kẹt bên trong. Anh nhanh chóng nhặt chiếc diều lên giải cứu công chúa. Nhưng đúng lúc mở được cửa ra thì anh lại bị trượt chân rơi xuống. Sau 7769 lần đập mặt vào các nhánh cây, cuối cùng nam chính của chúng ta cũng tiếp đất an toàn cùng chiếc vòng vàng của công chúa. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Jack đã bị nhà vua bắt giữ. Ông hỏi anh đã làm gì con gái mình. Chàng thanh niên run rẩy kể lại câu chuyện hôm qua rồi chỉ về phía cây đậu khổng lồ. Đức vua lập tức ra lệnh cho đội trưởng Elmon cùng lính của anh ta trèo lên giải cứu công chúa. Roderick xin đi theo làm tiên phong.
thấy vậy Jack cũng muốn theo dẫn đường lập công. Thế là cả nhóm lập tức lên đường thực hiện nhiệm vụ. Chắc vì sợ độ sâu nên trượt chân suốt. May mà có dây thừng kết nối mọi người với nhau nên anh mới giữ được cái mạng. Dưới sự động viên của đội trưởng, Elmon nam chính lấy lại tinh thần tiếp tục hành trình. Đêm đó, ông trời lại đổ mưa to thử thách cả đội. Một anh lính không may bị sét đánh trúng rơi xuống kéo theo những người phía sau. Khi ấy, Jack và Elmon đang trèo ở phía trước nên không hay biết chuyện gì đã xảy ra. Roderick vì muốn bảo toàn tính mạng liền ra lệnh cho thuộc hạ cắt dây khiến những người vô tội rơi xuống chết thảm. Sau đó, hắn báo với Elmon là dây bị đứt. Một đêm vất vả nữa đã trôi qua. Cuối cùng, họ cũng đã đến được vị trí của ngôi nhà nhưng công chúa đã không còn ở đó nữa. Elmon nhìn những dấu chân liền đoán được Isabel đã leo lên trên rồi. Thế là họ đành phải xách cái mông lên đi theo tìm kiếm. Khung cảnh tại quê hương của đám khổng lồ thật khiến ta có cảm giác rùng rợn và lạnh sườn gai ốc. Khi những người lính kia chia nhau đi tìm thì Roderick cùng tên thuộc hạ đã đe dọa Jack để lấy những hạt đậu còn lại. Không còn cách nào khác, anh đành phải trao cho chúng. Tuy nhiên, anh vẫn nhanh tay giấu đi một hạt. Mặt khác, Elmon phát hiện ra ký hiệu công chúa cố tình để lại trên cây nên đã lần theo và dẫn dắt mọi người tìm đến một khe núi. Và bên trong, Jack tìm thấy quyển truyện anh từng tặng cô. Nhìn những cành cây bị gãy gần đó, nam chính đoán được công chúa có lẽ đã bị ai đó bắt đi rồi. Đang đói bụng thì nhìn thấy đàn cừu tung tăng tắm sông. Cứ tưởng sắp có tiệc BBQ thịt cừu thì lại vô tình chém vào sợi dây kích hoạt cái bẫy. Chiếc lưới khổng lồ từ bên dưới dòng nước tóm gọn cả Jack và người lính tên Croc. Khi Elmon cố cắt đứt sợi dây để cứu họ ra, anh phát hiện bầy cừu và đàn chim bỗng nhiên bỏ chạy tán loạn. Dự cảm có điều chẳng lành nên ngay khi họ thoát ra được đã vội tìm chỗ ẩn nấp. Nhìn thấy đôi bàn chân đang tiến đến gần mà Jack không kịp trốn nên đành phải lặn xuống nước. Người khổng lồ xuất hiện đi ngang qua suýt tí thì vồ trúng nam chính. Còn Croc phía bên kia lại vô tình gây ra tiếng động thu hút sự chú ý của người khổng lồ. Nó dùng hai tay nhẹ nhàng bưng cái cây lên bật cả gốc. Anh ta sợ hãi chạy muốn tụt cả quần. Nhưng chỉ sải vài bước chân là tên khổng lồ đã tóm được con mồi. Thấy vậy, Elmon lập tức lao tới dùng kiếm đâm vào chân nó nhưng lại bị hất văng ra xa đầu đập vào đá bất tỉnh nhân sự. Biết không thể đối đầu với con quái vật này nên Jack tiếp tục lặn xuống nước. Đợi nó bỏ đi, anh âm thầm bám theo sau. Hiện tại bên ngoài khu rừng, Roderick lại cố ý đánh lừa đồng đội của mình, nói rằng đã tìm thấy công chúa để dụ người lính kia đến gần bờ vực, sau đó tung một cước đạp anh ta rơi xuống dưới. Nhìn thấy anh chàng chết thê thảm, Roderick cùng tên tay sai không ngừng cười cợt tự mãn. Bất thình lình, tên tay sai bị con quái vật bắt sống và nhai đầu tại chỗ. Phía bên dưới cũng có một con khác trèo lên. Nhìn thấy người khổng lồ, Roderick vội lấy ra chiếc vương miện của vua Rick rồi hướng về nó. Quả nhiên nó liền ngoan như cún. Lúc này tại hang ổ của bọn khổng lồ, cả công chúa cùng Elmon và Croc đều được đoàn tụ với nhau. Thủ lĩnh của chúng là con quái vật hai đầu bắt họ khai ra con người lên đây bằng cách nào và vị trí cây đậu mọc ở đâu. Nhưng Croc lại buông lời miệt thị nói mày hãy mắc xương của tao mà chết đi. Thế là anh ta được toại nguyện trở thành món sashimi thịt người tươi sống. Sau đó nó uy hiếp Elmon sẽ ăn thịt của công chúa nếu anh không khai vị trí cây đậu thần. Một tên khổng lồ khác bước ra giành công nói nó mới là người bắt được cô ấy về đây. Chỉ có nó mới có quyền ăn thịt cô ta. Con thủ lĩnh vừa nghe xong liền giở thói côn đồ quật hẳn vào đàn em của mình. Đúng lúc này một giọng nói đầy quyền lực cất lên. Hóa ra Roderick xuất hiện với chiếc vương miện của vua Eric trên đầu khiến bọn khổng lồ sợ hãi phải quỳ xuống hành lễ. Cả tên khổng lồ hai đầu có cứng cửa cỡ nào cũng không dám làm trái lệnh Roderick. Hắn hiên ngang bước lên vị trí chủ tọa rồi nhìn công chúa bằng ánh mắt lạnh lùng và nói rằng em yêu dấu mình hủy hôn nhé. Hóa ra mục đích của hắn đến đây là để thu phục người khổng lồ làm tay sai cho mình. Sau đó lật đổ đức vua chiếm đoạt lấy vương quốc. Không những vậy, hắn còn muốn tấn công sang các nước láng giềng. Bọn khổng lồ nghe thấy sắp được ăn thịt người liền vui mừng gieo hò tung hô vị vua mới của chúng. Phía bên kia, Jack tìm được một hang động để trú ẩn và vô tình phát hiện một kho báu toàn vàng bạc châu báu. Anh cố đi thêm tí nữa thì bị lạc đến vùng núi hoang vắng và nhìn thấy bọn khổng lồ đang đưa công chúa đến nhà bếp. Ở đó, Elmon đang bị con đầu bếp lăn bột để chuẩn bị tiệc cho bữa tối nay. Nhân lúc nó không để ý, Jack đã đến cắt lớp vỏ bánh. Vì không đủ thời gian giải cứu nên anh đã đưa con dao ấy cho đội trưởng. Nhờ vậy mà Elmon mới có thể tự giải thoát cho mình. Người tiếp theo chuẩn bị lên thớt chính là công chúa. Nó thấy cô ít thịt ăn không bõ dính răng liền bĩu môi chê bai. Nhưng cái thứ nó chê lại là món ngon của Jack đấy. Vì vậy nam chính quyết phải cứu cô cho bằng được. Anh dùng một con dao đâm thẳng từ trên xuống khiến nó vô cùng đau đớn. Sau một lúc hoảng loạn, nó ngã lưng vào tường lập tức lên bàn thờ ngắn gà khỏa thân. Jack đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu về câu chuyện thần thoại này. Vì vậy ở vùng đất người khổng lồ, Jack hoàn toàn có thể kiểm soát được hướng đi. Anh chủ động tìm cây cỏ mực để cầm máu cho công chúa, còn dẫn đường cho mọi người vượt qua một con suối. Nhưng lối đi xuống lại bị người khổng lồ canh gác đang ngủ say bịt kín mất. Jack nảy ra ý định cùng Elmon lấy tổ ong rồi lén lút kéo nón giáp của người khổng lồ xuống và bỏ vào trong.
Con quái vật bị ong đốt trông đến lạc khổ, mặt mũi thì biến dạng, còn đầu tóc cũng dựng ngược cả lên, cuối cùng thì trượt chân rơi xuống vực. Vậy là Jack đã thành công rồi, anh nhận được cái ôm từ công chúa và ánh mắt thèm thuồng của Elmon. Giờ đây mọi người có thể quay về như đội trưởng vệ binh muốn ở lại để lấy chiếc vương miện. Anh trao cho Jack chiếc huy hiệu tướng lĩnh như lời cảm ơn vì đã cứu mạng và xem nam chính như người một nhà. Trong khi Jack và Isabel đang vui mừng vì sắp được trở về thì con quái vật đã rơi thẳng ngay xuống dưới gốc cây đậu thần. Nhà vua chứng kiến sự việc này nên tin rằng truyền thuyết là có thật. Ông đã phải đưa ra quyết định hết sức khó khăn, đó là cho lính chặt cây dù biết con gái vẫn còn ở trên đó. Màn đêm buông xuống công chúa và Jack nhìn những đốm lửa bên dưới còn nghĩ rằng mọi người đang đợi mình quay về, nhưng thật ra họ đang cố hết công suất để đốn hạ cái cây. Rạng sáng, Elmon nấp sau tảng đá ngay lối xuống thế giới loài người, nhìn thấy đội quân người khổng lồ đang đi cùng Roderick tiến đến gần. Hắn lấy túi đậu ra định leo xuống thì bị Elmon bên này cầm dao lao ra chơi khô máu. Cũng vì vậy mà túi đựng đậu thần rơi khỏi tay của hắn, cả hai ngã xuống hang động bên dưới. Khi ấy bọn khổng lồ được lệnh của Roderick nên tích cực đập vỡ hang động, trận chiến bên trong vô cùng căng thẳng. Tên quân sư nhấn đầu Elmon xuống nước nhưng anh lại nhìn thấy con dao của mình đang trôi đến gần. Chết miệng mày với tao rồi con chó này, anh dùng miệng ngậm con dao rồi chém ngang mặt đối thủ. Nhưng so với việc chơi hèn thủ đoạn thì Elmore làm sao so bì với Roderick được, cuối cùng bị hắn ta đánh văng ra xa. Nếu không nhanh tay bám lại thì chắc giờ này anh đã đoàn tụ cùng ông bà rồi. Hắn tiến tới dùng dao hành hạ Elmore, nhưng không ngờ đội trưởng có thể xoay chuyển tình thế lấy con dao đâm vào tay Roderick. Hắn hét lên đầy đau đớn rồi sau đó bị Elmore xiên cho một nhát. Roderick bò vào trong hang động cầu cứu nhưng bọn khổng lồ vẫn đang miệt mài đào đất. Khi hắn ta dường như không còn hơi thở nữa cũng là lúc Elmon quay trở lại. Nhưng khi thấy người khổng lồ hai đầu lấy được chiếc vương miện thì Elmon bỗng cảm thấy bất lực. Tao đánh nhau nãy giờ mệt thở như chó vậy mà mày lại nhảy nó một cách dễ dàng như vậy à? Cùng lúc này cây đậu thần đã bị chặt đứt. Rễ nó bứng lên như những cái vòi bạch tuộc ngoe nguẩy. Thân cây đổ sụp xuống khiến ai nấy cũng đều sợ hãi chạy tán loạn. Elmon nhanh trí nhảy lên cây dù không biết có còn mạng sống hay không. Tên khổng lồ hai đầu nhìn thấy đường xuống thế giới loài người đã bị phá hủy chỉ biết khóc thét. Khi một nhánh của cái cây ngã xuống đất, cặp đôi Jack và Isabel suýt tí đã đâm đầu vào cô máy cưa sắc bén. Nhánh còn lại mang theo Elmon rơi xuống con sông gần lâu đài hoàng gia. Công chúa sau đó đoàn tụ cùng với vua cha và kể hết âm mưu xoán ngôi của tên tội đồ Roderick. Tất cả những anh hùng mà ông cử đi lại chỉ có mỗi Jack đưa được Isabel trở về. Ông thưởng cho nam chính một túi tiền vàng rồi tránh mặt để Isabel nói lời tạm biệt với anh trai nông dân này. Jack không biết nói gì ngoài việc trao lại cho công chúa quyển chuyện người khổng lồ và mong nàng giữ nó như để nhớ đến anh. Cứ tưởng bình yên đã trở lại nhưng bọn khổng lồ đã phát hiện ra túi đậu của Roderick. Chúng vút số hạt xuống nước khiến cây đậu lớn nhanh như thổi. Sau đó leo lên dùng sức nặng của cơ thể khiến cây đậu mọc ngược xuống bên dưới. Trước khi đi tên thủ lĩnh còn nhắc nhở một câu. Công chúa là của ta. Nói xong rồi nó lao mình xuống dưới ôm lấy thân cây chuẩn bị cho một cuộc tàn sát đẫm máu để trả thù mối hận năm xưa. Chẳng mấy chốc chúng đã có mặt đông đảo ở thế giới loài người. Các tu sĩ nhanh chóng phát hiện ra điều đó nên đã gióng chuông cảnh báo lên hồi. Jack vội cưỡi ngựa chạy đến thông báo cho nhà vua và công chúa biết. Từ đằng sau bọn khổng lồ ồ ạt xông vào như quân nguyên. Chúng không ngừng tấn công điên cuồng vào tất cả mọi thứ. Đức vua lúc ấy nếu không có mũ bảo vệ chắc cũng bị cánh quạt cắt lìa làm đôi. Họ dùng hết mã lực để đua về phía lâu đài. Bên trong dưới sự chỉ huy của Elmon, tất cả quân lính tập trung lại sẵn sàng chiến đấu. Dùng dầu đổ xuống sông rồi đốt để tạo thành biển lửa ngăn cách bọn người khổng lồ. Khi quân đoàn của Đức vua và công chúa đều đã hồi cung an toàn, Elmon ra lệnh cho quân lính kéo cánh cổng lên nhưng Jack vẫn còn đang ở bên ngoài. Con ngựa Sida của anh làm sao chạy nhanh bằng ngựa của hoàng gia được, bọn khổng lồ lại đang đuổi theo sát nút. Với hào quang nhân vật chính thì Jack vẫn có thể điều khiển con ngựa kịp thời nhảy vào trong tòa thành. Con khổng lồ thủ lĩnh máu chó tưởng ngon ăn ai ngờ lại bị đội cung thủ bắn rơi xuống biển lửa. Tên khổng lồ khác nhặt lấy chiếc mũ nát bươm của thủ lĩnh rồi lạnh lùng vứt đi, xem như giờ đây hắn ta sẽ cầm đầu đội quân khổng lồ tiếp tục cuộc chiến với nhân loại. Công chúa cùng mọi người có lẽ vui mừng hơi vội, thấy cổng thành vẫn chưa đóng lại hoàn toàn nên bọn khổng lồ liền tung dây móc kéo cổng thành xuống. Trong ngoài chơi kéo co không biết bên nào sẽ chiến thắng, nhà vua yêu cầu Jack đưa công chúa đến tháp ánh sáng để báo tin cho các vương quốc lân cận. Isabel dẫn đường cho anh chàng đi đến hầm mộ của vua Eric, còn bên ngoài nhà vua cũng hợp sức kéo dây cùng mọi người. Bọn khổng lồ thông minh đến mức biết đốt cháy những cái cây rồi vứt vào bên trong lâu đài. Tuy nhiên tên hai đầu vẫn còn sống. Hắn dùng thuật độn thổ chui lên khiến Isabel và Jack sợ chạy tới khói. Trên đường không may, Isabel đã bị nó tóm lấy. Trong lúc nó nhắm mắt định tận hưởng mùi vị thịt của công chúa thì Jack đã nhanh tay lấy cây đao lao tới. Nhưng cái đầu còn lại đã nhắc nhở nó tóm luôn cả Jack. Ngay lúc ngàn cân treo sợi lông nách, Jack đã nhanh tay thả hạt đậu thần còn lại vào mồm nó.
Cây đậu mọc từ bên trong đâm thủng cơ thể con thủ lĩnh nhưng bên cạnh đó cũng tàn phá tòa lâu đài không ít. Cuối cùng nó cũng chính thức đi bán muối bên trước sự chứng kiến của cả hai người. Nhưng bên này bọn khổng lồ đã phá được cổng thành rồi nhanh chóng tràn vào trong. Cứ tưởng chuyến này xác định bay màu đến nơi rồi thì bọn khổng lồ lại đột nhiên buông bỏ vũ khí và quỳ xuống. Tất cả đều ngoảnh đầu lại phía sau. Hóa ra Jack đã lấy được chiếc vương miện của vua Eric, còn một lần nữa mang công chúa bình an quay trở về. Mọi người đều sung sướng reo hò vì đã giành được chiến thắng. Công chúa đến bên cạnh Jack và nắm tay anh trước mặt đức vua, ngài nhìn thấy cũng không phản đối gì nữa. Sau khi bọn người khổng lồ trở về nơi của chúng, họ đã đốn tất cả những cây đậu thần rồi xây dựng lại tòa lâu đài. Cuối phim, đức vua cho phép con gái mình lấy Jack, một người nông dân nghèo, và thế là họ sống vui vẻ hạnh phúc đến khi con giáp thứ 13 xuất hiện.